Ngày đây rồi anh em ơi, ngày mà chúng ta thể lắp được một bộ máy full 100% Intel, tức là như nào? CPU Intel, card Intel, mà nhá, hôm nay mình còn lắp cho anh em full Intel ITX mà mức giá chỉ khoảng tầm 20 triệu mà thôi. Bây giờ thì hãy bắt đầu cùng mình lắp bộ máy này nhá. Rồi, thì cái thân thể, cái cơ thể của cái bộ máy này đi sẽ là một chiếc mainboard ASUS B660M ITX AC. Em này thì cũng chả có gì để nói cả. Em này chỉ là một đơn giản là một chiếc mainboard ITX, mức giá rất là rẻ thôi, chỉ khoảng tầm hơn 3 triệu. Em này thì về VRM chỉ có đó chính là 5-6 phase, 50A. Thì chắc là cấu hình chắc là nhá, 4+2, tức là cũng tạm vừa đủ cho chiếc CPU của chúng ta. Ngoài ra, nhưng mà được cái là nó sẽ có thêm đó chính là SSD PCIe 4.0 này, có thêm 2 khe RAM DDR4 này, và sẽ còn có đó chính là cả Wi-Fi nữa, tức là một thứ rất là tuyệt vời. Và cùng là USB 3.2 Gen 1 ở front panel. Mình nghĩ rằng với mức trên 3 triệu thì đây là một con mainboard ITX entry rất là tốt. Trên con bên này thì sẽ có là 1, 2, 3 này, 3 đầu fan này. RGB thì cũng có hai đầu 5V, và sẽ còn những thứ linh tinh lon ton khác. Nói chung là một con main 17x17 rất bình thường, và mình có thể cầm trên một tay cực kỳ dễ dàng, bởi vì là cái khối tản nhiệt này không quá lớn. Nhưng tất nhiên rồi, một con main sẽ chả là gì nếu không có CPU cả. Hôm nay mình lựa chọn đó chính là chiếc CPU i5-12400F. Đây là một chiếc CPU có 6x12 luồng và chưa hề lỗi thời trong thời điểm hiện tại, với mức giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng tầm trên 4 triệu một tí thôi. Thì đây là một con CPU cực kỳ là đáng mua với những em nào chỉ dành cho chơi game anh em nhé. Làm việc thì có thể nâng lên 13400, nhưng mình nghĩ rằng 12400F này cũng đã là quá đủ cho cái tác vụ chơi game rồi. Lắp vào thì cực kỳ là đơn giản, chỉ cần anh em mở cái lẫy ra này, gắn CPU vào đúng chiều, đảm bảo rằng CPU đã vào chuẩn, không di chuyển ở này, rồi đóng lẫy xuống. Thế là xong. Và tiếp theo thì sẽ là vấn đề tản nhiệt, bởi vì là bộ máy của mình là bộ máy ITX, thế nên là mình cũng sẽ phải dùng tản nhiệt khí phiên bản cho ITX. Thì đây là chiếc Zonbo HX6200D. Em này là em tản nhiệt low profile, có độ cao chỉ có 63mm. Thì chiếc tản này sẽ rất là phù hợp với cả chiếc CPU này, đặc biệt khi mà mình không muốn dùng tản stock cho chiếc i5-12400F. Chiếc i3 thì được, nhưng mà chiếc i5, đặc biệt khi mà mình mở khóa multicore, mở khóa PL1, PL2 ra, thì nhiệt độ của nó sẽ tăng lên khá, dẫn tới việc mà sử dụng một chiếc tản nhiệt rời như này là vô cùng hợp lý. Chiếc tản này thì sẽ hỗ trợ nào thì nhìn 115X này, 1002 này, AM4 này, AM5 này, nhưng nó còn hỗ trợ 1007 nữa, cái thứ mà mình vô cùng cần. Đặc biệt em này thì có thể hỗ trợ TDP tới là 200W, có 6 ống đồng, và kích cỡ của nó cũng tương đối tốt. Mình chọn đây là phiên bản màu đen. Tại vì sao? Bởi vì mình muốn cái bộ máy của mình có cùng một tông, là tông màu đen anh em nhá. Bởi vì tí nữa chiếc card Intel ấy, nó cũng sẽ có cơ màu đấy thôi. Sau lắp thì cũng lắp cái tản này thì nó cũng sẽ có một chút khác biệt thôi. Nhưng mà bởi vì là cái tản này nó sẽ có những cái giới hạn riêng về độ cao, thế nên mình sẽ lắp ra. Bởi vì là cơ tản này bị to quá, nếu mà nó không to tràn qua RAM thì không có vấn đề gì rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình sử dụng đó chính là kit Trident Z RGB. Em kit RAM này thì là kit RAM mới, cho nó không phải là mới mà là nó nhìn trông mới so với những gì mà chúng mình hay lắp. Em này thì khá là đẹp và mình cũng đang dùng một kit ở nhà. Em này thì sẽ là 2 thanh 8 và có bus là 3200, card latency là 16, một tốc độ cũng tương đối ổn trong thời điểm hiện tại. Và mình nghĩ rằng với cái giá tiền của hai thanh này ấy, thì DDR5 vẫn là một cái thứ gì đó vẫn quá là cao và vẫn quá là đắt, đặc biệt với cái tầm dưới 20 triệu này của mình. Vậy thì câu hỏi là tại sao mình lại phải lắp RAM trước? Thì lắp RAM ấy, nó sẽ có một cái vấn đề như này, là không chỉ là để mình ướm cái vị trí của tản nữa, mà nó còn có những cái vấn đề như sau, mà tí nữa mình sẽ nói là cái về cái vị trí, nhưng mà còn là góc của tản nữa. Bởi vì góc của tản, đặc biệt là tản low profile này, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cả cái hiệu năng của nó. Bởi vì nhá, đây anh em nhìn này, đây trong mỗi cái ống này là như kiểu gọi là vapor chamber ấy. Thì cách hoạt động nó như nào? Tức là đây là phần nóng thôi, mặt nóng này. Thì anh em sẽ, khi mà nóng thì nó sẽ sôi vào nước, rồi nó sẽ đi lên trên những cái ống ở bên trên đây này. Đấy, nó nằm ống những giữa này, và nó sẽ đi qua luồn từ đây qua đây. Vậy thế nên nếu mà anh em làm đi nước thì nó sẽ như nào? Nếu mà anh em để như này thì nước nó thực sự được lên đây, rồi nó lại lộn xuống, rồi nó lên đây, xong đây nó lại nóng này, lúc mà nó nóng này thì nó thành nước này, lên đây này, xong lại bốc hơi, nó lại lộn xuống này, lên đây lộn xuống, tạo ra cái độ mát của chiếc CPU. Để ngang này ok cũng được, để ngang này ok cũng được, nhưng để úp như này
thì khi đấy cái nóng này, nước nóng này nó lên trên đây và nó dừng lại ở đây luôn, nó không xuống ra đây để mát được. Thế nên là bắt buộc mình phải là như thế. Mà đặc biệt cái vỏ cây tiếp theo của mình sẽ để cái này này, nó sẽ để nó dọc như này. Đấy, nó sẽ để xem view dọc này. Thế nên nếu mà mình để úp như này coi như là hiệu năng của mình vứt đi luôn. Nên mình bắt buộc phải ướm trước để xem là mình có thể lắp theo chiều nào. Và theo như mình thấy ở đây thì chiều này là vừa đủ luôn, vừa đẹp luôn. Đẹp không nhỉ? Có đẹp hẳn không? Chiều này là đang đẹp này, nhưng mà thấy có vẻ hơi cấn này. Chiều ngang này thì sao? Chật. Chiều ngang này thì sao? Cũng chật. Vậy là có mỗi chiều này thôi. Mỗi chiều này thôi, nhưng mà chiều này thì đang cấn RAM anh em ạ. Khó nghĩ quá nhỉ. Đây, thì có vẻ như câu chuyện là có khả năng nhé, là mình sẽ phải hy sinh hiệu năng tản nhiệt và để nó như này. Đây thế này là mình sẽ hy sinh hiệu năng tản nhiệt này. Đấy, rất là quan ngại. Mình, anh em nghĩ thế nào? Anh em thì thế nào? Anh em đã có những kinh nghiệm khi mà lắp ngược như này chưa? Tức là nó sẽ như này này. Đấy, anh em đã có những kinh nghiệm chưa thì hãy bàn tán với mình nhé, hoặc là để dưới comment nhá. Nhưng mình khuyên rằng anh em không nên lắp như này. Anh em không cần phải lấy mình là kiến thức, mà hãy lên trên website của Noctua ấy, xem cách lắp của chiếc L9H hay cái gì ấy, cái chiếc mà low profile của Noctua ấy, và anh em xem và anh em biết ngay là đây là cách lắp sai. Nhưng mình bắt buộc phải lắp thôi, bởi vì để có thể hài lòng được bộ máy này, anh em hiểu không? Rồi, lắp thôi nào. Đấy nhá, đây là cách lắp sai nhá, đừng lắp theo mình nhá. Mua RAM thấp hơn hoặc là đổi thằng khác nhá. Mấy em này là sẽ có những cái cách lắp lạ hơn những cái em khác. Nó hình như là lắp ngược từ dưới lên như vậy, theo như mình nhớ như thế. Và nếu mà anh em muốn xem một cách kỹ càng thì hãy xem trong cái này nhá. Đó, part list này. Rồi, đúng rồi, lắp từ dưới lên anh em ạ. Tại thì cái tản của mình đã lắp xong rồi. Bây giờ mình thì sẽ gắn vào đầu CPU fan nha anh em ơi. CPU fan nha. Chuẩn chỉ luôn. Gắn vào đầu CPU fan thì cái công đoạn cuối cùng của chúng mình đó chính là gắn ổ cứng. Ổ cứng của mình lựa chọn là ổ cứng 500GB NV2 của Kingston. Nhưng mà bởi vì là mình muốn test game nên là mình sẽ gắn tạm cái ổ cứng của chúng mình vào đây nhá. Có một cái ổ HyperM2 ở đây. Em này thì là Gen 4 nên là gắn thoải mái, chả lo lắng gì cả. Và thế là xong rồi anh em, xong cái phần chính của chúng ta rồi. Anh có thể thấy rồi đấy, một cục máy không cần quá phải to, chỉ cần nhỏ nhỏ như này là đã có thể có một sức mạnh cực kỳ là lớn rồi. Và chúng ta gọi đây là bé hạt tiêu đấy. Nhưng bây giờ thì hãy cùng bắt đầu đến với phần vỏ cây nhá. Vỏ cây hôm nay của mình lựa chọn là một vỏ cây tương đối đặc biệt và nó cũng đến từ Zonbo. Chiếc vỏ cây này mang tên là chiếc vỏ cây V11 từ nhà Zonbo anh em ạ. Đây là vỏ cây V11 của chúng ta. Em này là một chiếc vỏ cây thuộc dòng vỏ cây gọi là sandwich layout. Tức là một cái vỏ cây có hai mặt ép vào nhau và được kết nối bởi một đầu, một cái dây PCIe ở một cái dây PCIe nối dài. Và đặc biệt mình lựa chọn em này bởi vì anh em nhìn đây này. Đây, chỗ này này. PCIe Gen 4. Nhìn trông vỏ cây đẹp phết anh em nhỉ. Bây giờ thì mở ra thôi. Em này thì lắp và thiết kế cũng khá là cao cấp. Và đặc biệt là có một cái format rất là hay ho. Anh em muốn gỡ em này ra ấy, chỉ cần cầm ở mặt đằng sau này, kéo ra thôi. Đấy, nó sẽ ra cái bone của em này. Và đây sẽ là cái vỏ bên ngoài. Cái thiết kế như này thì sẽ tạo nên cho chúng ta một cái cảm giác lắp cực kỳ là đơn giản. Đặc biệt thì ở mặt trước của em này ấy, sẽ có thêm được tặng một cái quạt 140 chất lượng cao nữa để đảm bảo luồng khí có thể thông qua nằm giữa hai cái bộ máy này, tức là đi qua và đi đằng sau. Front IO của em này thì sẽ có nút nguồn này, sẽ có USB này, sẽ có đầu combo tai nghe mic này và cũng là một đầu USB-C. Và đặc biệt tại sao đầu USB-C này hay? Bởi vì là chả gì đặc biệt lắm, bởi vì là em này không phải là USB-C xịn nha anh em ơi, chỉ là USB 3.0 thường thôi và nó sử dụng đúng một đầu này, đúng một cái đầu này anh em ạ, nên là không có gì đặc biệt cả. À các bạn ạ, nhìn trông này là tôi thấy là có hy vọng đấy, mình thấy hy vọng anh em ạ, bởi vì nhá, em này là lắp như nào, em này là lắp mainboard ngược, yes, em này lắp mainboard ngược, tức là mainboard chúng ta sẽ chạy ngược như này và cái luồng khí có thể đi lên trên này, tuyệt vời, may quá, may. Đúng là may thật đấy. Thế thì chúng ta không cần phải lo về cái vấn đề là nguồn ngược hay là ổ cứng ngược hay cái gì nữa, hay là tản nhiệt ngược nữa, và sẽ vẫn nhận được một cái hiệu năng tản nhiệt. Ok. Và bây giờ lắp nốt nha. Thì việc lắp em này nó sẽ rất là gian nan ở một cái, đó chính là chúng ta phải lựa chọn một cái nguồn ATX, à nhầm, nguồn SFX. Cái nguồn như thế thì nó sẽ bị có một cái vấn đề là thường giá sẽ cao, nhưng may mắn là Hacom chúng mình có bán cái này. Đây, FFP Dagger Pro.
Em này là một em nguồn modular nhá, 650W và sẽ có tiêu chuẩn là 80 plus gold. Ngoài ra nữa thì em này sẽ có thể đạt được hiệu năng lên tới là power efficiency đến tới 92% ở 50% load anh em nhá. Thế nên là em này cực kỳ hợp lý luôn. Thì đấy, nguồn là như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm theo đúng thứ tự của John Bo bảo luôn. Bởi vì những cái vỏ cây đặc biệt như này thì anh em nên làm theo thứ tự của cái hướng dẫn nhá. Cái thứ tự đầu tiên đó chính là lắp cái mên vào. Sau khi mà gắn cái này thì họ yêu cầu chúng ta phải lắp riser anh em ạ. Riser thì lại phải lấy túi ốc của người ta ra. Lắp PCIe xong thì sẽ là lắp card. Đây, đây sẽ là gọi là đôi bàn tay của chiếc máy tính của chúng ta. Chiếc card Intel Arc. Đây là chiếc card Intel Arc A380, A750 A750. Và hiện tại mức giá của em này chỉ rơi vào đâu đó khoảng tầm một chiếc 3060 8GB thôi. Một mức giá khá rẻ. Nhưng mà hiệu năng bao không thì nữa mình check xem sao nhá. Rồi, trải nghiệm mở hộp cứ phải gọi là premium. Chiếc card thì nhìn trông cực kỳ là đẹp. Và mùi thì rất là mới anh em ạ. Thực sự mình rất thích chiếc card này. Không ạ, thích cái design reference của chiếc card này. Và lắp vào cũng đẹp đấy. Cái thiết kế của em này ấy, thì nó mang tính khá là, mình cảm thấy khá là premium. Từ những cái mặt nhôm này, từ cái bề mặt này, sờ nó rất là kiểu như kiểu anh em sờ một cái xe. Không biết như nào như sờ một cái xe. Và đằng sau đây thì nó sẽ có là Arc A750 Limited Edition. Và có cái dấu hiệu của vòng cung đúng không? Bởi vì nó là Arc mà. Đó. Thì em này nó sẽ có cái phe đen, đẹp, đẹp thật. Sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 đầu. Và sẽ là bao nhiêu đây? Xem là đầu gì nào. HDMI này, một DisplayPort, một DisplayPort và ba DisplayPort và một HDMI. Một cái điểm mà lạ của em này ấy, mình thấy là khá là lạ, thực sự là lạ ấy. Đó chính là sự kết hợp giữa một đầu 8 pin và một đầu 6 pin ở đây. Em này nó bị giống với cả chiếc 1080. Đấy mới lạ chứ. Nhưng mà bây giờ cùng mình lắp vào trong vỏ cây này nhá. Thôi, nhưng mà đến công đoạn cuối là lắp nguồn anh em ạ. Đấy là cái công đoạn cuối cùng mà cái máy này ghi ở đây, cái hướng dẫn nó ghi ở đây. Thì mình lắp nút nguồn thôi. Thì em nguồn này sẽ có một cái bracket riêng như này dành cho nguồn SFX anh em nhá. Và anh em có thể gắn, bởi vì là mình cũng mua nguồn SFX ở đây. Đấy, rất đẹp, bây giờ thì gắn vào thôi. Xem gắn theo chiều nào đẹp nhất. Gắn theo gió vào đi. Còn cái bracket này là theo chiều này. Ô sơ kê luôn. Úi dồi ôi, mệt hết cả người. Lắp cái gì để lắp được cái dây đi mệt thế đấy. Nói chung là cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà lắp một cái máy ETX như này. Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan tới DJ. Bởi vì anh em phải hiểu rằng là DJ trong một cái máy ETX, đặc biệt với những cái nguồn mà không có dây ngắn ấy, thì đúng là một cái thảm họa luôn. Nếu mà anh em mắc lắp cái bộ này ấy, thì mình khuyên là anh em nên nâng cấp cho mình lên một bộ dây custom. Anh em đã mua đâu được, nhưng mà dây custom đúng và theo cái kích cỡ của cái vỏ cây ấy thì đẹp, phải gọi là tuyệt vời luôn. Bản thân mình cũng từng làm dây custom rồi, mình biết là nó khá là mất thời gian và nếu mà mua thì nó cũng tốn tương đối tiền, nhưng mà nói thật là để vì cái đẹp của máy tính của anh em nên mua. Bây giờ thì đóng nút cái vỏ cây vào xong rồi mình lên máy nhá. Ok anh em ơi, vậy là mình đã trải nghiệm được em này khoảng tầm hơn một tuần rồi.
Và mình không ngờ được rằng là một chiếc máy tính full 100% Intel mà nó lại có thể có hiệu năng và cái mức độ mượt mà thoải mái đến như thế. Thì về con số hiệu năng ấy, mình đã test với cả khoảng tầm 10 tựa game ở đây để cho anh em có thể biết nhá. Bởi vì đây sẽ là một chiếc card hướng tới đối tượng người dùng là Full HD, thế nên là mình sẽ tập trung chủ yếu vào Full HD. Với tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì chúng ta đạt được là 281, đối với CSGO thì đạt được là 701, với Final Fantasy 14 thì sẽ đạt được là 171.8, với GTA 5 thì mình đạt được là 113.9, với Borderlands 3 thì mình đạt được con số là 80.4. Còn với tựa game là Cyberpunk, nhưng mà mình sẽ test ở đây là Ultra và cả Ray Tracing nữa, thì với setting Ultra mình sẽ đạt được mức FPS là 76, với Ray Tracing có cả FSR thì sẽ đạt được là 48 FPS. Chuyển sang F122, bật Ray Tracing nhưng không có DLSS hay là FSR gì cả thì đạt được mức là 56.2 FPS. Sang Far Cry 6 thì cũng đạt được là 76.9 FPS. Guardian of the Galaxy cũng đạt được là 53.6 FPS ở Ray Tracing. Còn có một tựa game đặc biệt đây, đó chính là một tựa game mang tên là Shadow of the Tomb Raider. Tựa game này thì không thể nào bật được. Tức là sao? Tức là mình bật thế nào đi chăng nữa, bật kiểu gì chăng nữa, đây là game chính hãng từ Steam nhé. Tức là mình bật từ Steam, cái phiên bản trial từ Steam ấy, không thể nào lên được với chiếc card màn hình này. Mình không biết là cái phiên bản không trial thì có gì không, nhưng mà với những gì mà mình test thì mình không bật lên được. Và với tựa game Far Cry 6 ấy, thì anh em có thể thấy đấy, bị artifact anh em ạ. Bị artifact kinh khủng khiếp luôn, nhìn trông tệ kinh khủng khiếp luôn. Và mình không hiểu tại sao nó lại bị như thế. Khả năng cao đây là do lỗi của driver của Intel. Và cái này thì bắt buộc rằng họ sẽ phải tự sửa chữa về thời gian lâu dài. Nếu mà sự so sánh giữa chiếc card A750 này với những chiếc card cùng tầm hạ cân ấy là 3060 và 3060 Ti, thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là chiếc card A750 này có một mức kết quả cũng khá là tốt ở nhiều tựa game, nhưng có một vài tựa game bị yếu đuối đi hơn rất nhiều. Chẳng hạn như là trong CSGO thì chiếc 3060 mạnh hơn lên tới là 16%, trong Liên Minh Huyền Thoại thì cũng mạnh hơn 20%, còn nặng nề nhất, đậm sâu nhất là GTA 5 anh em ạ. Tựa game GTA 5 thì chiếc 3060 mạnh hơn với cả A750 này lên tới là 67%. Cái này khả năng cao là do vấn đề driver, bởi vì đây là những tựa game đều sử dụng DirectX cũ, đều sử dụng những là DirectX 9 này, 11 này và 10 các kiểu, chứ không phải dùng 12. Với những tựa game 12 thì hiệu năng của A750 với cả 3060 có mức khá là ngang bằng anh em nhé. Tất nhiên rồi, Ray Tracing thì không thể nào bằng được với cả của Nvidia, nhưng mà vẫn có một mức gần chạm tới. Nhưng điều mình cảm thấy ấn tượng ở chiếc A750 này đó chính là cái sự tăng độ phân giải của nó. Tức là sao? Cái chiếc card này hay là cái cấu trúc này scale rất tốt khi mà thay đổi độ phân giải. Tức là khi mà anh em đổi lên 2K ấy, thì vì một lý do nào đó, cái sự sụt giảm về FPS không nhiều bằng so với cả 3060 và 3060 Ti. Ở 2K thì chiếc 3060 chỉ mạnh hơn chiếc A750 này chỉ khoảng tầm 6% thôi, và chiếc 3060 Ti thì mạnh chỉ hơn khoảng tầm đó chính là 26%, một con số thấp hơn rất nhiều so với con số ở Full HD. Tất nhiên đó khả năng cao là do cái chip nhớ memory, cái chip VRAM nằm ở trong chiếc card này nó sẽ có cùng mức bit với cả chiếc 3060 Ti là 256, nhưng mà tốc độ, tức là memory bandwidth, nó to hơn rất là nhiều, không hẳn là rất là nhiều đâu, nhưng mà nó to hơn so với cả 3060 Ti, dẫn tới việc khi mà anh em tăng lên cái độ phân giải ở 2K thì nó có thể tung quẩy được cái đấy, nó có thể load nhanh hơn, nó có thể chạy nhanh hơn mà không hề bị giảm sút nhiều như là những chiếc card như là 3060 hay 3060 Ti. Nhưng tất nhiên rồi, khi mà đổi sang 4K thì cái sự chênh lệch đã lại giảm đi, bởi vì khi đó cái hiệu năng của card đã sử dụng một cách tối đa rồi. Lúc này thì memory nó cũng không còn tác dụng nữa rồi, khi mà card còn chả chạy theo kịp được memory thì làm sao mà làm được, đúng không? Cho nên là chiếc card này nếu mà về lý thuyết ấy nó sẽ chơi rất tốt ở 2K, nhưng mà cái mức FPS của nó thì lại không tốt cho điều cái đấy. Nhưng tất nhiên cái điều cuối cùng mà anh em quan tâm đó chính là mức giá. Chiếc card A750 này đang có mức giá hiện tại là 5.999.000 tại Hacom chúng mình. Và điều đó thì dẫn tới một cái mức hiệu năng trên giá tiền cực kỳ là tốt. Đây, để mình chỉ cho anh em nó tốt như nào nhá. Với cái bài toán này thì mình sẽ làm một cái phép tính như sau. Đó chính là lấy trung bình FPS của các game vào, xong rồi lấy cái số tiền của chiếc card thấp nhất, rồi chia cho số FPS đấy để được ra là bao nhiêu nghìn trên một FPS. Anh em sẽ phải bỏ ra bao nhiêu nghìn cho một cái FPS trên chiếc card này. Thì khi anh em chơi những tựa game eSports thì chiếc card này chỉ mất có 15.000 một FPS thôi. Còn với những chiếc card như 3060 hay 3060 Ti thì nó cao hơn rất là nhiều, 19 hay là 21.000. Còn nếu mà anh em chơi tổng thể tất cả các game trung bình, cả game AAA, cả game về gọi là eSports vân vân và vân vân đi, thì mức tiền trên một FPS của A750 vẫn rất là thấp,
chỉ 39.000 mà thôi, so sánh với cả mức 44.000 và 49.000 của 3060 và 3060 Ti thì anh có thể thấy rằng là nó rất thấp đúng không? Bởi vì đơn giản là chiếc card này mức giá chỉ còn khoảng tầm cao hơn một nửa so với cả 3060 Ti thôi, và mức hiệu năng thì bằng tận 80%, tức là một kẹo khá ngon. Mình rất là vui khi mà Intel đã ra mắt chiếc card A750 này tại thị trường Việt Nam để giúp cho chúng ta có những cái option tốt hơn, những option có mức hiệu năng cao hơn, có một mức giá thấp hơn và giúp cho người dùng có thể bị thừa rời ra khỏi cái lựa chọn là Nvidia đợi ngáo giá một cách điên cuồng như trường hợp hiện tại. Rồi, đến đây thì là kết thúc rồi. Nếu mà anh em hứng thú với chiếc card đấy, thực sự nhá, mình nghĩ rằng chiếc card này có một design rất đẹp, nhìn trông rất là hấp dẫn, anh em cũng nên mua ngay và luôn. Còn nếu mà anh em hứng thú với những chiếc card khác, hay là trước như là 4060 Ti hay là 4070 ấy, thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.